Hôm nay ngày 14 tháng 2, các cặp đôi trên khắp thế giới kỷ niệm ngày lễ tình nhân. Trong dịp này, hoa tươi vẫn là mặt hàng bán chạy nhất để đáp ứng cho thị trường hoa tươi khổng lồ tại Mỹ. Cả tuần nay, những người nông dân trồng hoa ở Colombia đã làm việc không ngừng nghỉ bởi đây là một trong những dịp bận rộn và quan trọng nhất trong năm. Trang trại bạt ngàn hoa tươi của công ty trồng hoa Plazoleta Flowers phía tây bắc Bogota, Colombia những ngày này ngập tràn hương sắc của những loại hoa đẹp nhất được đóng gói kỹ càng trước khi chuyển sang thị trường Mỹ, một trong những thị trường lớn nhất khu vực trong dịp lễ quan trọng này. Để đáp ứng nhu cầu của các thị trường xuất khẩu khó tính, các công ty phải chuẩn bị sản xuất hoa 6 tháng trước ngày lễ quan trọng. Ngành công nghiệp của chúng tôi cũng như các công nhân của chúng tôi tất nhiên cố gắng hết sức để phục vụ ngày lễ theo cách tốt nhất. Như mọi người thấy, thông qua các hình dạng, màu sắc, hương thơm khác nhau, chúng ta có thể thể hiện sự đa dạng của cảm xúc và những cảm xúc mạnh mẽ như sự hòa giải, tình yêu, sự tha thứ, rất nhiều cảm xúc. Nghề trồng hoa ở Colombia mang lại việc làm cho khoảng gần 1 triệu lao động. Chỉ riêng tháng 1 và tháng 2 năm ngoái, Colombia đã xuất khẩu 52.000 tấn hoa cho lễ tình nhân.